Chúng con xin kính chào sư ạ. Sư đang nói bộ dạ. Chờ con xíu. Dạ con kính chào sư. Sư để cái màn hình xích qua chút xíu nữa sư. Rồi tụi con thấy được có nửa sư à. À dạ qua bên tay phải của con á, bên tay phải. Dạ đúng rồi, dạ con cảm ơn sư. Yeah. Recording in progress. Sáng nay chúng ta học cái bài kinh tiếp theo và tôi cũng vẫn phải nhắc lại cho bà con. Đó là cái tâm nguyện của chúng tôi là thực hiện một bộ Kalama Nhật tụng 5 cuốn. Ngồi giờ mình đã in xong cuốn 2 và sắp sửa phát hành cuốn 3. Và tôi cũng xin nói thiệt bà con là ai đó có cái ý nghĩ ác ý, nghĩ rằng chúng tôi bán sách đó thì oan lắm. Bởi vì nói thiệt cho bà con là cái số tiền nó không bao nhiêu đâu. Người ta thương Kalama, người ta hỗ trợ Kalama cái số đó nhiều á, chứ còn cái sách dở thì không bao nhiêu đâu bà con. Nhưng mà có một điều là tôi đã nói rồi, là in mà đem cho không đó thì người không cần cũng lấy về đem liền, mà nó quá phí đi. Tôi có mấy vị huynh đệ làm trụ trì bên Mỹ ấy. Việt Nam tôi không có rành, mà bên Mỹ ấy, là cứ thỉnh thoảng vậy đó, mở sáng ngủ dậy mở cửa ra đó là thấy trước chùa có cái thùng đó là thùng sách ấn tống. Thí dụ như là kinh Địa Tạng, kinh Dược Sư, kinh Thủy Sám, hoặc là Thần Chú Bạch Y, thí dụ như vậy, in nên đem mình họ ấn tống mà để thùng trước chùa đó, thì các vị biết mà, có cái lòng in sách thì tốt, nhưng mà khi mà mình đem cho không vậy đó là nhiều khi người ta không có cần, rồi người ta sẽ làm gì với cái số đó đây, thí dụ như vậy. Cho nên là chỉ có một cách để người ta không có liền, đó là họ phim kia họ có thật sự không có nhu cầu thì họ sẽ bỏ tiền ra họ mua, mà khi họ mua vậy thì vàng sẽ trân trọng. Và những ai mà thật sự có nhu cầu á, và chúng tôi xét thấy rằng họ có hoàn cảnh khó thì chúng tôi vẫn tặng, không có lấy. Và chuyện đó đã có nhiều chứ không phải là ít. Mình biết thì như những cái tập thể tu nữ mà chư tăng mà rồi mình biết họ khó khăn hay là họ có nhu cầu là mình cúng, chứ mình đâu có lấy cái gì. Hoặc là mình biết có những người cư sĩ họ khó khăn ấy, mà mình nhìn mình biết họ là khó khăn thì mình biếu tặng với mình không có lấy. Nhưng mà sở dĩ mà có cái chuyện mà đem phát hành mà lấy tiền là bởi vì thứ nhất là lấy lợi vốn để in tiếp cái khác, thứ hai nó để ngừa cái trường hợp người ta không cần mà lấy luôn cái phần của những người cần đó. Cái phần đó là một thông báo nhỏ nhắc lại thôi. Chuyện thứ hai là cái tâm nguyện của chúng tôi thực hiện một bộ Kalama Nhật tụng 5 quyển, nhưng mà thực ra đó cái phần mà để bà con đọc bằng tiếng Việt ấy, thì nó chỉ có một nửa thôi. Bởi vì một nửa đó là tiếng Pali. Một nửa là tiếng Pali. Mà tại sao cũng tiếng Pali? Nó có lý do là bởi vì là sợ nhất là nói kinh Phật mà không có cái gì để mình tin hết. Ít ra có bản Pali kế bên. Có bản Pali, dầu các vị không biết tiếng Pali, nhưng ít ra các vị biết rằng đây là tiếng Việt, đây thì nó dịch từ bản Pali này nè. Đó. Nó cũng đỡ. Ít ra mình cũng có niềm tin. Chứ còn mà mạnh ai này viết thoải mái xong rồi cứ phán câu đây là kinh Phật thì kẹt quá. Cho nên chúng tôi chủ trương là phải ghi rõ tiếng Pali kế bên, in luôn tiếng Pali và ghi rõ xuất xứ, đúng không? Rồi. Và như chúng tôi đã thông báo mấy kỳ trước là chúng ta không thể tự mình mà đọc kinh Tạng bằng cái kiến thức tiếng Việt rồi suy diễn kẹt lắm, không? Cho nên là chúng ta cần có một lớp học để giải thích từng bài kinh. Các vị hỏi ai giải thích? Dạ, cái đó là trong chú giải. Chú giải tức là tam đại kinh điển, mình có hai phần. Nói gọn có hai phần, nói gọn ấy, chứ nói rộng nó tới 6 phần. Nhưng mà nói gọn có hai phần, đó là phần chánh tạng, tức là cái tam tạng nguyên thủy đó, và phần chú giải. Chú giải nó gồm có 5, vậy 5 chú giải cộng với chánh tạng là 6, nhưng mình gom gọn lên có 2 thôi, tức là chánh tạng và chú giải. Thì chúng tôi căn cứ vào chú giải chúng tôi giải thích
giải thích. Ví dụ như chẳng hạn như bài kinh trưa nay là bài kinh Sangharvat. Bài kinh này đó là nếu mà mình chỉ dùng kiến thức tiếng Việt để mình đọc ấy, thì hiểu chứ không phải hiểu, không phải không hiểu, mà hiểu mơ hồ, hiểu đại khái và không thấy nó thật sự nó cần thiết, cấp thiết cho cái đời sống và cái cuộc tu của mình. Thay vì nếu chúng ta đọc bài kinh đó mà với sự trợ giúp của chú giải đó, thì tình hình nó khác đi nhiều lắm, khác đi. Và mình sẽ thấy rằng có thể đó, chỉ một bài kinh này thôi cũng có thể là hành trang cho đời sống và cuộc tu của mình. Thôi thì bây giờ chúng ta đi vào nội dung của chánh kinh nhé. Tức là lần đó có một ông Bà La Môn tên là Sangharvat, ông tới hỏi Đức Phật. Ông nói là tại sao mà hồi trước đây lúc con còn trẻ đó, không? Xong rồi con học kinh điển Bà La Môn giáo đó, trong đây kêu là chú thuật ấy, học rất là nhanh, học rất là mau mà nhớ rất là lâu. Còn bây giờ con học rất là lâu mà con rất là mau quên. Vì sao vậy? Thì Đức Thế Tôn là một vị Phật mà trong mọi tình huống Ngài luôn luôn và luôn luôn nói cái gì đi nữa cũng dẫn về cái con đường tu tập giải thoát. Mặc dù các trong câu hỏi ông này không có liên quan cái chuyện tu hành hết á, có ông hỏi gì không có liên quan gì tu hành, nhưng mà thông qua câu hỏi này của ông thì Đức Thế Tôn đã nhân đó mà nói về cái con đường tu tập. Và theo trong kinh ấy, ghi rõ đó là ông này sau đó ông trở thành một người Phật tử. Thì ông hỏi vì sao mà có lúc thì học rất là mau nhớ mà lâu quên, rồi có lúc mà học rất là lâu nhớ mà mau quên. Thì Đức Phật ngài dạy rằng khi nào mà cái tâm của mình ấy mà nó bị phiền não chi phối nhiều ấy, thì lúc đó nó rất là học hành cái gì đó nó rất là lâu nhớ và rất là mau quên. Còn cái tâm mà nó trong sáng thì nó dễ nhớ mà nó lâu quên. Mình bằng chứng mình thấy trẻ con ấy, nó trí sức nhớ của trẻ con nó tốt hơn người lớn. Bản thân chúng tôi, tức là bản thân chúng tôi là rõ ràng là theo năm tháng trí nhớ giảm nói thêm cái tiếng Bắc Kỳ đó là tuột dốc không phanh là thắng được. Giảm dữ lắm. Hồi xưa đó là có thể nói đó là đọc 10 nhớ 3, còn bây giờ đó là đọc 10 đó là không nhớ được 1, đọc 10 không nhớ được 1, rồi phải đọc nhiều lần mới nhớ được 1, rồi phải nhiều lần mới nhớ được 2. Trong khi ngày xưa hồi còn trẻ đó, thì chúng tôi cũng tự cho là mình có trí nhớ tốt đó. đọc 10 nhớ 3, còn bây giờ đó là đọc 10 không được 1. Là vì sao? Là vì khi mình lớn tuổi đó, nói nhẹ nhàng đó là phóng dật nhiều, còn mà chi ly nói nó đau lòng chút đó, là cái tham sân nó nhiều lắm, cái để mà mình bận tâm nặng lòng nó nhiều lắm, này nó nhiều lắm. Cho nên là mình thấy trẻ con nó nhớ rất tốt, có những cái bài học thuộc lòng của trẻ con mà lớp 1, lớp 2 là đến 80 tuổi rồi còn nhớ, 80 tuổi rồi còn nhớ. Chẳng hạn như mấy cái bài tào lao như là bài trẻ con giữ tiếng quốc ngữ chữ nước ta, con cái nhà đều phải học, miệng thì đọc tay thì nghe, đừng ngủ nhà chớ láo táo, em lên sáu học vỡ lòng đọc cho thông thầy khỏi mắng. Mấy cái đó nó là hồi chúng ta còn tí ti chúng ta đã học, bây giờ tới chết cũng không quên. Đấy. Mà trong khi đó kinh Phật ấy là coi như là đọc mà chảy máu mắt cũng không có nhớ, là vì khi chúng ta lớn lên chúng ta có rất là nhiều chuyện ưu tư, rồi đam mê ham hố, bất mãn, nặng lòng, sân si, bực mình, ghen tị, tức tối, bực dọc, vân vân và vân vân. Này, thì ở đây tôi xin nói rõ, rất nhiều người hiểu lầm thấy năm truyền cái gồm có tham dục, sân độc, trạo hối, hôn thủy, trạo hối và hoài nghi. Thì theo rất là nhiều chỗ trong kinh ghi rằng đây là những cái trở ngại cho thiền định, để các vị cứ tưởng tượng là chỉ riêng thiền định hay không. Tôi sẽ nói rõ lại, phiền não có nhiều cách phân tích, có chỗ thì chỉ nói có hai thôi, đó là tham và ưu. Chẳng hạn như trong kinh niệm xứ, phiền não Đức Phật này ngài chỉ nói hai thứ, đó là tham và ưu, có nghĩa là đam mê và bất mãn hết. Còn cái si thì không cần, bởi vì do si mà có đam mê, do si mà có bất mãn, cho nên ngài chỉ nói tham sân với ngài không nói si, bởi vì si nó là cái nền bắt buộc phải có do cái u mê đó. Cho nên nó mới có thích này thích kia, do có u mê nó mới bất mãn hờn giận, không căm ghét. Phiền não có lúc kể 2, có lúc kể 3 là tham sân si, có lúc thì kể 4, đó là 4 cái bọc lưu á, không
rồi có lúc kể là năm triền, đây có lúc là kể năm triền, có lúc kể sáu, đó là phiền não qua nhãn căn nhĩ căn, phiền não qua sáu căn, chẳng hạn như trong bài kinh căn tu tập, bài kinh cuối cùng của Trung Bộ ấy, thì phiền não chỉ kể có sáu, kể lên sáu, tức là phiền não sung anô và đúng anô, có nghĩa là đam mê và bất mãn, vui buồn thích ghét, thông qua sáu căn hay là sáu trần sáu thức, tùy chỗ. Nhưng mà ở đây trong bài kinh này đó thì ngài nói phiền não ngài kể là năm thôi, năm thứ. Vì sao vậy? Vì có nhiều trường hợp mà nói tham sân si đó, người ta nghe người ta nói mơ hồ, nó không có gần gũi với đời sống người ta. Nhưng mà có trường hợp đó, mình phải nói mình não phiền não kể ra năm thì nó gần người ta hơn. Cho nên đây là lý do vì đâu mà có trường hợp phiền não kể năm. Năm đây là gì? Thứ nhất là tham dục, là thích cái này thích cái kia. Tham dục đây có hai trường hợp, trong chú giải nói, một là thích cái gì cũng là tham hết, không? Thích đắc thiền, thích có hào quang, thích có thần thông, thích sanh về cõi này cõi nọ, đó là tham, không? Đó cũng là tham. Mà mình thích ăn ngon mặc đẹp chăn êm nệm ấm quần là áo lụa thì cũng là tham. Nhớ nha, nhớ nha. Một cái là rồi như vậy thì tham ái gồm là có ba, đó là thích hiện hữu, thích sở hữu và thích hưởng thụ. Thì có người họ không thích hưởng thụ nhưng mà họ thích hiện hữu, họ sợ mất lắm, họ sợ mất, họ tìm đủ cách để mà họ nắm níu lại cái sự tồn tại của mình trên cái cuộc đời tan thương này. Đấy, cho nên là tham ái nó có ba, đó là thích hiện hữu là sợ mất, rồi thích sở hữu tức là muốn nắm này muốn nắm kia, muốn làm chủ này làm chủ nọ. Rồi thứ ba là thích hưởng thụ. Tôi xin đoan chắc 1000% rằng thì là không có một cái thứ tham ái nào ngoài ra ba cái này nữa. Ngay cả mình kể dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Dục ái là đam mê trong năm cảnh dục, sắc ái là đam mê trong thiền sắc, vô sắc ái là đam mê trong thiền vô sắc. Thì cả ba cái đó cũng nằm gọn trong ba cái ái mà tôi vừa kể, đó là muốn hiện hữu, muốn sở hữu và muốn hưởng thụ, không? Ngồi thiền nó cũng một cách hưởng thụ, không? Ngồi yên hơi thở vào ra trong chánh niệm, trong thiền định sướng mát lạnh rợn người. Và như tôi nói rất là nhiều lần, cái hạnh phúc của thế gian nó có hai thứ. Nó đến từ cái hạnh phúc, đến từ cái nguồn là nguồn một là mình có cái gì đó, và từ cái nguồn hai là mình không có cái gì đó, nó cũng là thứ hạnh phúc. Ngồi yên buông hết chuyện đời, chỉ thanh thản thở vào trong chánh niệm, thở ra trong chánh niệm, đi đứng nằm ngồi sinh hoạt lớn bé trong chánh niệm, cái đó nó đã lắm, cái đó thật sự nó đã. Nhưng bữa hổm tôi có nói, không phải bữa hổm mà rất là nhiều lần tôi nói, tất cả công phu tu học liên hệ đến thiền định và tuệ quán. Buổi đầu mình không có quen, do thiếu duyên hoặc là thiếu cái sự trao luyện trong hiện tại, thiếu duyên quá khứ và thiếu trao luyện hiện tại, thiếu sự tác động tích cực từ thầy bạn, từ trú xứ, từ điều kiện sinh hoạt nói chung. Thì buổi đầu đó mình thấy cái chuyện chánh niệm trong hơi thở, trong sinh hoạt, nó là thứ công phu mà mình phải nỗ lực, không? Nhưng mà đến một lúc nào đó mình không thấy nó là cái thứ công phu để nỗ lực, mà nó là cái quyền lợi, nó là cái sự hưởng thụ. Nó là sự hưởng thụ, được sống trong chánh niệm, nó một sự hưởng thụ, nó là một cái quyền lợi của người bị Phật pháp. Mà không biết là trong rung này có bao nhiêu phần trăm tin được cái lời này. Chứ tôi tin chắc bằng cái mạng của tôi là quả thật các chuyện nó có, tức là sẽ có những người đã có, đang có và sẽ có những người ở thấy cái đời sống tu học nó là cái quyền lợi, cái an lạc trong chánh niệm là một cái quyền lợi, nó là sự hưởng thụ, chứ nó không phải còn là công phu tu học để mình nỗ lực nữa. Ghê như vậy. Cho nên cái tham này nó có hai trường hợp, một là đam mê trong hiện hữu hay trong sở hữu, hoặc là trong cái hưởng thụ, không? Thì đam mê trong cái sự hưởng thụ vật chất á, nó cũng là thứ phiền não, nó cũng là thứ phiền não. Mà mình muốn là có mặt ở cõi phạm thiên, mình muốn sở hữu được các cái năng lực thiền định thần thông này, khả năng nhập định này, thì cái muốn nó cũng là tham, cũng là tham. Có một điều nghe như vậy thì mình tưởng mình đánh đồng nó với cái tham thấp kém, thì không phải. Nó tham nhưng mà nó tham cao cấp, nhưng mà tu về mình tu thì vẫn cứ tu, nhưng mà mình biết là hễ mà có một cái phút giây nào đó mà mình đam mê, mình tâm đắc trong cái thành tựu mình, nó là bậy. Tu về cứ tu, vì tu tập để là không còn phiền não, chứ không phải là để được cái sự an lạc nha. Mặc dù hết phiền não tự nhiên an lạc,
Nhưng mà hễ mình nghĩ mình mong mình được an lạc đó là bậy. Mình mong tôi được an lạc là bậy. Mà mình chỉ để không còn phiền não thì tốt. Thì cái phiền não đầu tiên đó chính là muốn đủ thứ, thích cái này thích cái kia, về tinh thần hay vật chất. Thì nếu mà chỉ là cái thích về vật chất ấy, thì cái người chứng sơ thì họ không còn nữa. Đương nhiên chỉ là tạm thời thôi. Sau khi mình sanh về cõi phạm thiên, mình sanh trở hết tuổi thọ, mình trở về cõi dục thì mọi thứ nó như cũ. Cái chuyện mình đắc thiền nó là đá liền xuống cái ao bèo vậy đó. Nó vẹt lên tí tí rồi nó khép lại. Không, cái về cõi phạm thiên sống bao lâu lên nữa thì nó, trong cái thời gian mà sanh tử luân hồi tâm thẳm thì cái tuổi thọ của phạm thiên nó chỉ là thời gian của một cái viên sỏi liền xuống ao bèo thôi. Nó vẹt ra rồi khép lại liền. Không, này. Cho nên là cái đầu tiên là cái tham dục. Tham dục mà thích trong vật chất ấy, thì là có thể được đè nén, chặn đứng tạm thời bằng thiền định. Nhưng mà để cắt đứt cái tham dục trong vật chất là phải là tam quả A-na-hàm. Còn nếu mà cái tham mà thích hiện hữu á, thích sở hữu, cái tham đó là phải là cái vị La-hán nhất được. Cho nên cái tham thích, tham cái này thích cái kia đó, nó cũng lộn thứ, nó là đương nhiên nó là thứ phiền não. Và cái người không có tu học đó, chẳng hạn như cách đây khoảng vài tháng tôi có một lớp học intensive tại Thụy Sĩ, dạy dạy live, dạy trực tiếp đó. Thì có một ông nói là sống mà không thích gì hết sao sống, nó đúng đúng. Khi mà mình hiểu mà những cái gì mình thích nó không có đáng để mình thích đó. Do mình ảo giác ảo tưởng mà mình thích đó. Không, do cái môi trường sống, do cái tiền nghiệp nó đẩy mình vô môi trường, nó tự nhiên mình thích cái đó là chuyện bản chất cả, mọi sự ở đời nó không có gì để mình thích hết. Thì ông nói đời sống mà không thích gì sao sống, nó đúng. Khi mình hiểu được rằng mọi thứ nó không có gì để thích, mình không muốn sanh tử nữa, không muốn sanh tử nữa. Cho nên vị A-la-hán không có thiết tha để mình sống lâu, mặc dù các ngày cũng không có thiết tha đi tìm cái chết, không có. Bởi vì cái kẻ mà thiết tha đi tìm cái chết là kẻ nó có bất mãn cái gì đó. Vị A-la-hán thì không còn thích, cho nên cũng không còn bất mãn, vì nó cũng không tha thiết với cái sống, cũng không thiết tha với cái chết, không, tùy duyên, mọi thứ tùy duyên. Nhưng cứ mỗi ngày thì cũng đi đứng nằm ngồi đói ăn khát uống, tiêu tiểu bài tiết, tới giờ ôm bác để thất thực, rồi chờ cái duyên nó đủ thì nó bàn. Rồi trong thời gian đó giúp được ai thì giúp, giúp ai thì giúp. Bạn tu mình bị bệnh mình tới mình cạo gió, mình xoa bóp giùm. Còn cư sĩ họ cần nghe pháp thì mình cũng thuyết pháp cho họ nghe, nhắc nhở này nọ. Nhưng mà hoàn toàn là chỉ vì không có cách nào khác, cho nên vị nó mới làm gì đó thôi. Chứ vị nó không có thiết tha cầu mong ước vọng cái gì ở đời hết. Đó là vị A-la-hán. Trong khi mình còn thích cái này thích cái kia là hễ có thích là có ghét, mà ghét đó chính là khổ. Khổ là gì? Khổ là gặp phải cái mình ghét, chịu đựng cái mình ghét. Mà cái chuyện căn bản đó là cái ghét nó từ đâu nó ra, là do cái mình có thích cái gì đó. Ví dụ như mình thích êm ấm thì mình sẽ bị khổ khi không được êm ấm. Không, mình thích ăn ngon mình sẽ bị khổ khi không được ăn ngon. Mình thích lụa là mình sẽ khổ khi mình không được sử dụng lụa là. Mình thích các phương tiện tiện nghi thì mình sẽ bị khổ khi không được tiện nghi. Không, đó. Cho nên cứ hễ thích ở đâu là ghét nằm kế bên, mà ghét nó chính là một tên gọi khác của khổ. Như đơn giản vậy thôi. Thích ở đâu thì ghét nằm cái bên, nằm sau lưng, hoặc là nằm bên cạnh. Mà ghét chính là khổ. Bởi vì có ai trên đời này mà có được cái mình thích và né được cái mình ghét? Có được, có ai? Và những kẻ đó họ né được bao nhiêu, họ né được bao nhiêu cái ghét mà họ có được bao nhiêu cái thích. Cái chuyện đơn giản vậy thôi chị. Hỏi đời tại sao đời là biến khổ, mình không có cần giải thích nhiều. Mình đó đơn giản tại vì đời là biến khổ bởi vì hễ còn có thích là còn có ghét. Mà hãy có thích có ghét thì phải có theo đuổi cái thích và trốn chạy cái ghét. Mà có bao nhiêu kẻ thành công trong cái chuyện trốn chạy và thành công trong cái chuyện theo đuổi hả? Có bao nhiêu người và thành công thì không được bao nhiêu, và trốn chạy thành công được bao nhiêu? Yếu yếu, tôi chấp luôn học thức giàu có khỏe mạnh nhan sắc và quyền lực, tôi chấp luôn. Cái người mà có đủ sức khỏe nhan sắc quyền lực không học thức thì họ cũng không có thể nào họ tội nguyện những gì họ muốn, và họ cũng không có tránh được những thứ họ ghét, bảo đảm. Không, đó là thứ ngon lành đó. Còn cái thứ mà khổ, cái thứ mà thiếu mà bốn cái đó là thôi còn tan nát ở nào. Cho nên cái chuyện đầu tiên phải nhớ đó, còn thích là một thứ phiền não, nó là một thứ truyền cái. Đúng là cái chữ truyền này nè, tiếng Hán nghĩa là cột,
mà đôi khi cái chữ nivarana, nivarana trong tiếng Pali nó không phải là cột mà nó là che chắn, ngăn chặn. Cái chữ nivarana nghĩa là che chắn, ngăn chặn, cho nên mới có chữ cái là che. Triền thì được, nhưng mà chữ triền thì không có được, nhưng chữ cái là đúng. Chữ cái, chữ nivarana gì là cái nghĩa là che, giống như chữ cái thế đó. Tài hoa cái thế là cái là che, che cả bao trùm cả cuộc đời, cái là che nhé. Rồi đầu tiên, cái thứ hai, cái phiền não thứ hai đó là sân, bất mãn. Cái bất mãn nó cũng là thứ phiền não, chẳng những nó ngăn chặn trí tuệ, thiền định, giác ngộ, giải thoát mà nó còn làm cho mình khổ nữa. Cái tha mái nó ngăn chặn trí tuệ giải thoát, ngăn chặn thiền định, đúng rồi. Và nó cái phiền não nó có hai tác dụng, mà nó có hai cái nguy hiểm. Thứ nhất là nó ngăn chặn cái trí tuệ giác ngộ, ngăn chặn cái khả năng thiền định, mà đồng thời nó làm cho mình bị khổ, khổ hiện tiền, khổ trước mắt, khổ nhãn tiền, khổ trước mắt, đúng không? Rồi tới cái ghét, cái sân hận bất mãn, nói chung nó cũng có y chang vậy, vì nó là phiền não mà. Chuyện đầu tiên là nó ngăn chặn cái trí tuệ, ngăn chặn thiền định, mà đồng thời đấy, nó cũng làm cho mình khổ, khổ nhãn tiền, nè. Cái gì khổ, tôi nói rất là nhiều lần, cái khổ mình nó đến từ cái chuyện mình thích cái gì đó, và nó đến từ cái mình ghét cái gì đó. Là vì sao? Là vì cái khổ nó đến là do mình có cái gì đó và do không có cái gì đó. Nghe kỹ cái bài giảng này, tôi lát tôi về nghe kỹ là bài kỳ giảng. Cái khổ nó đến từ cái chuyện là mình có và không có cái gì đó. Và nói như vậy cũng có nghĩa là cái khổ nó đến từ cái chuyện mình thích hay là mình ghét cái gì đó. Thích không được là khổ, mà ghét mà né không được cũng là khổ. Cho nên cái sân, cái bất mãn nó cũng là một cái thứ phiền não. Phiền não muốn chứng đắc thiền định thánh trí, chấm dứt sanh tử, thì cái sân này dứt khoát phải bỏ. Mà trong kinh nói thì cái bỏ phiền não nó có nhiều cách. Bỏ kiểu đối phó, bỏ kiểu dài hạn, và bỏ kiểu vĩnh viễn. Nó kể là có năm, nhưng đây tôi kể ba, cố ý tôi kể ba thôi. Cái kể phiền não mà mình bỏ, lìa bỏ phiền não kiểu đối phó là sao? Có nghĩa là nó có tới đâu thì mình trừ tới đó. Ví dụ như bây giờ mình bực mình, mình ráng mình suy nghĩ về một cái vấn đề giáo lý để mình không có bực nữa, thì cái đó gọi là lìa cái sân tâm bằng cái cách đối phó. Thì các vị hỏi tôi nghĩ cách gì sư, tôi nói nhiều lắm. Thí dụ như nhiều ngày trong thời gian dài mình thường tu tập cái đề mục bất tịnh, thân này chỉ là một đống rác, thân này chỉ là một nghĩa trang, thân này nó là một ổ bệnh tật, thân này chỉ là một cái đùi dẻ, thân này sẵn sàng nằm xuống như là một khúc gỗ. Thường xuyên suy niệm như vậy, thường xuyên suy niệm, hoặc là sớm muộn người ta cũng chết, vinh nhục khen chê gì rồi cũng phải bỏ lại khi mà vào áo quan. Thường xuyên suy niệm cái đó, thường xuyên. Thì cho tôi xin mở ngoặc, cho tôi xin mở ngoặc chỗ này, tôi xin thành tâm xác định tôi không có bài xích dè biểu ai hết nha, tôi chỉ nói với tất cả cái chân tâm của tôi thôi. Thay vì niệm Phật, niệm Bồ Tát thì làm ơn niệm dùm mấy câu này: sớm muộn gì ta cũng chết, sớm muộn gì ta cũng chết, chết rồi cái gì cũng bỏ lại. Niệm như vậy thì cũng đỡ cái gì, nó khác hơn, tu học nó khác hơn. Cứ còn ăn rồi mà đi niệm đọc mấy cái mình không hiểu, kêu hết Bồ Tát này, réo hết Phật hiệu kia, tuyên xưng Phật hiệu, réo gọi Bồ Tát. Mà đôi khi cái chuyện đơn giản nhất là mình cứ nhớ chuyện giùm tôi: thân nhà này chỉ là một đống rác, thân này chỉ là một nghĩa địa chôn vùi xác chết của các sinh vật, tấm thân này rồi cũng phải có lúc nằm xuống, sớm hay muộn. Cứ niệm về thể trược, niệm về sự chết, hoặc là niệm về tất cả chúng sinh ở đời này đều từng là quyến thuộc của ta, đều từng vì ta mà bỏ mạng ở sa mạc, đại dương, rừng sâu, núi thẳm. Cái này trong Thanh Tịnh Đạo, chứ phải tôi nói, Thanh Tịnh Đạo nói. Cứ luôn luôn niệm như vậy: tất cả chúng sanh đều từng là cha ta, mẹ ta, người thân của ta, người thương của ta, đã từng vì ta mà vô số kiếp bỏ mình, bán mạng ở sa mạc, núi cao, biển cả, hoang đảo, không? Vì ta mà dấn thân vào lửa đạn, khối lửa nguy hiểm, chết người. Vì ta mà chuyện gì họ cũng làm. Rồi do cái sanh tử đẩy đưa mà bây giờ họ với ta trở mặt không nhận ra nhau. Rồi từ đó nó mới có chuyện ông Tư ghét bà Tám, bà Tám giận bà Năm, giận mà đến muốn đốt nhà, muốn giết nhau, muốn bóp cổ, muốn móc mắt, mổ bụng nhau. Thật ra đó là do cái dòng chảy sanh tử nó che lấp
cái trí nhớ của tiền thân của mình thôi, không? Đó là cũng là cách suy niệm nhiều và nhiều lắm quý vị, nhiều lắm. Thì khi mà mình nổi cơn mà mình dùng những suy niệm đó để mà mình chặn đứng cái bực mình bất mãn ấy, đó được gọi là lìa sân tâm bằng cách đối phó. Còn lìa sân tâm bằng cách dài hạn đó là tu tập đắc sơ nhị tam tứ thiền, đó là lìa sân tâm bằng cách dài hạn. Còn lìa sân tâm bằng cách vĩnh viễn tuyệt đối đó là tu tập tuyệt quán để trở thành một bậc thánh, thì cái đó mới là vĩnh viễn, mới là tuyệt đối, không? À, nhớ cái đó. Và đối với cả năm triền cái, năm thứ phiền não cũng theo cách này mà hiểu, có nghĩa là tất cả phiền não được kể thành nhiều cách, trong đó có một cách là kể thành năm. À, nghe kỹ chỗ này nha, phiền não có thể kể nhiều cách mà trong đó có một cách để kể là năm. Mà năm cái phiền não này nó có ba cái cách để đối để lìa bỏ bằng cách đối phó, lìa bỏ bằng cách dài hạn và lìa bỏ bằng cách vĩnh viễn. À, lìa bỏ bằng cách đối phó tức là những cái tư duy, những cái suy tư bằng trí văn và trí tư. Còn lìa bỏ bằng cách dài hạn là phải tu định, không? Còn lìa bỏ vĩnh viễn là phải tu tuệ. Nhớ nha, văn định và tuệ, nhớ nha, văn tư tu á, văn tư tu á, nhớ văn tư tu, nói cho gọn, nói một cách khác là văn tư tu. Thì cái văn và cái tư á, nó chỉ giúp cho mình lìa bỏ phiền não bằng cách đối phó thôi. Chỉ có cái trí tu á, thì nó mới cho mình hai cái cách, đó là lìa bỏ bằng định cũng là trí tu, mà tuệ cũng là trí tu, nhớ nha, định cũng là trí tu mà tuệ cũng là trí tu. Nhưng mà cái định á, nó cũng chỉ dài hạn chứ nó phải vĩnh viễn. À, còn cái vĩnh viễn phải là trí tu mà tu tuệ quán ấy. Chứ còn trí tu mà samatha thì nó chỉ là dài hạn, không? Rồi cái phiền não thứ hai đó chính là sân. Cái sân cũng là bất mãn, nó là một thứ phiền não. Rồi cái phiền não thứ ba đó là hôn thụy. Hôn thụy ở đây nó có hai, hôn thụy nó có hai, đó là hôn trầm và thụy miên. Thì cái thi ná, chữ thi ná, thi ná là lười biếng, giả dự, muốn an dưỡng, muốn nghỉ ngơi, muốn buông xuôi, tiêu cực thụ động, không? Thiếu máu, không? Thiếu vận động, thì nó gọi là hôn trầm. Còn thủy miên là cảm giác buồn ngủ, buồn ngủ, muốn lãng quên trong giấc ngủ, không? Muốn nghỉ ngơi trong giấc ngủ. Thì hôn trầm và thủy miên thì nó gồm hôn, mà cứ nhớ hôn trầm là lười biếng, giả dự, buông xuôi, tiêu cực, không? Còn thủy miên là cảm giác buồn ngủ, không? Đã nhớ vậy. Thì cái hôn thủy này này, biến lười và ham ngủ này nè, nó cũng là thứ phiền não. Mà một người không phải là hành giả thì khó lường lắm. Mình nghe nói phiền não, mình nghĩ phải sân hận, phải u mê, phải tham đắm, ghi gớm là phiền não. Nhưng mà quý vị không có ngờ, cái lười biếng đó, đó là một thứ phiền não rất độc kinh lắm, độc khiếp lắm. Thay vì 3-4 giờ sáng mình dậy, mình học, mình ngồi thiền, mình tập thể dục, mình quét chùa, quét nhà, dọn dẹp, thì giờ đó mình thích nằm nướng, lăn qua trở lại, lăn qua trở lại. Hoặc có nhiều khi ban ngày mình biết cái gì nó cần làm, ngồi xuống nghe kinh rồi ghi chép cái gì cần để làm biến. Đấy, chính cái làm biến nó làm tan nát cái thế giới này. Tôi nói cho các vị biết, các vị đọc kỹ lại cái tập tính sinh hoạt của các dân tộc trên thế giới, không? Các vị đọc kỹ lại giùm tôi đi. Người Nhật, người Đức, người Bắc Âu, nói rõ luôn là người Phần Lan, người Thụy Điển, họ sống tích cực lắm chứ không phải như mình đâu. Họ sống tích cực lắm, những dân tộc này, những vị cái biết người Đại Hàn đó, dân Đại Hàn ha, dân Nhật, dân Do Thái, dân Đức, dân Mỹ, dân Anh, các vị mà có dịp đi về Anh mà buổi sáng chúng tôi có một dịp đến London buổi sáng ở cái hầm metro. Tôi đi với mấy người Phật tử, tôi thấy họ đi di chuyển để mà họ lên tàu. Tôi nói với Phật tử, tôi nói cái này chỉ cần một đứa bé nó rớt xuống nó chết liền, bởi vì người ta đi tự di chuyển với tốc độ rất nhanh. Tức là đứa bé nó rớt xuống đó là người ta thắng kịp, đi bộ đó mà thắng kịp. Những cái đất nước mà nó phát triển là người ta quý thời gian lắm, người ta không có chịu cái cảnh mà cái lê thê lệ rề rà mò mẫm rờ rẫm giống như những dân tộc chậm tiến. Ví dụ như cái mình nhìn cái đời sống của người châu Phi ấy, đời sống của người Tàu, của người Việt ấy, các vị tưởng tượng cái trên đất thế giới này có cái đất nước nào mà đàn ông thanh niên là một lực lượng hùng hậu của xã hội mà ra quán cà phê cái cầm tờ báo ngồi nó dốc rề mấy tiếng đồng hồ, rồi có đạp xích lô, có đi phân giác đi nữa, rồi buổi chiều cũng về tấp những cái quán nhậu ngồi cứ lè nhẹ rồi tới tối mới lết về nhà. Một cái đất nước mà đàn ông mà thích gọi là rề rà ở ngoài quán xá, đất nước có tiếng nổi
là biến. Thích đàn ông mà thích là nằm võng ngậm cái tâm, đông đưa mở cái radio nghe cải lương, rồi đọc báo tin tức, rồi thêm thiếp ngủ, rồi nghe tiếng tàu ở ngoài sông xa xa vọng, rồi tiếng gà gáy trưa, tiếng thằng lằn trên đất, tiếng đồng hồ gõ trên tường, cái đất nước nó tiếng rỗng. Đó là nói trên diện rộng, còn nói trên diện hẹp ấy. Mỗi cá nhân phải có năng động và tích cực. Còn biến lười và ham ngủ nghỉ nó khá không nổi, khá không nổi. Tin tôi đi, khá không nổi. Cái người mà tích cực năng động đó, họ không đủ thời gian để họ sống. Cái người đó mới đúng gọi là sống. Còn cái người làm biến chỉ là tồn tại thôi, chứ không phải là sống. Nhớ nha, sống khác mà tồn tại khác. Nhớ nha, động vật khác mà thực vật khác. Có người sống kiểu thực vật, có người sống kiểu động vật là vậy đó. Tôi nói hoài câu nói của người châu Phi đó. Họ nói thế giới, họ nói cuộc đời này là những cuộc chạy. Mỗi sáng con sư tử nó chạy đi kiếm mồi, và con nai nó chạy để không làm mồi cho sư tử. Cái câu đó sâu lắm, sâu lắm. Không. Một đứa thì chạy để đi kiếm sống, một đứa chạy để giữ lại cái cuộc sống. Phải vậy mới được. Không. Mà cứ lờ đờ, lờ mờ, lờ đờ, lờ mờ, nó đi về đâu hết. Này. Cho nên cái hôn thủy ấy, nó là một thứ phiền não, nặng lắm. Nó dìm chết một đời người, dìm chết một xã hội, một đất nước, chứ không phải không, là một dân tộc chết vì cái hôn thủy đó quý vị. Nha. Đấy. Và trong kinh người nói cái này mới ghê, trong một căn nhà cháy, trong kinh nói người sống trong đang có mặt trong căn nhà cháy, người đang mắc phải bằng chứng trọng bệnh thì phải nỗ lực bằng mọi giá để thoát ra khỏi căn nhà cháy, để mà chữa lành cái chứng trọng bệnh đó. Chứ một người đang ở trong nhà cháy, một người mà đang bị mắc trọng bệnh mà không có thiết tha nghĩ đến chuyện thoát thân là người đã hết xài, không hết xài. Rồi tôi để định nãy giờ mới định nghĩa rồi đó, mới định nghĩa không thì rồi tới trạo hối. Trạo hối đó, từ tiếng Phạn là út thách chắc cái chắc. Mình nghe với trạo hối mình tưởng nó là một, không, trạo đây là trạo cử, là phóng vật lăng xăng đầu mà tập trung. Còn hối đây cái này là cái lòng rây rứt. Rây rứt cái gì? Rây rứt về những điều mình đã làm và những chuyện mình không chịu làm. Này, gọi là rây rứt. Tại sao tôi lại làm chuyện đó? Tại sao tôi lại nói câu đó? Tại sao tôi lại có suy nghĩ đó? Đó cũng là một thứ rây rứt. Rây rứt những chuyện mình đã làm. Còn rây rứt về cái chuyện mình không làm, có nghĩa là tại sao tôi không chịu làm chuyện đó ta? Tại sao có một câu như vậy mà tôi không chịu nói? Tại sao cái chuyện đó mà tôi nghĩ không ra hả ta? Để rồi bây giờ nó ra cái nông nổi này. Đấy, đấy. Thì đó là hối hận vì những chuyện mình không chịu làm. Không? Đấy. Thì cái này người không học đạo và đặc biệt là không có hành đạo thì không có thấm. Không hiểu tại sao mà cái trạng hối này nó là một thứ phiền não kinh khủng. Đúng, kinh khủng thiệt. Bởi vì khi mà mình thiếu khả năng tập trung, học trò còn chết. Nói gì một nhà khoa học, nói gì một người làm những buôn bán, không có tập trung. Đấy, không có tập trung. Thiếu định tâm làm cái gì. Còn cái anh mà hối đó, hối hận, anh đó là cũng là rất độc. Bởi vì nó quá khứ mình chỉ nên nhớ khi nó là kinh nghiệm, nó là bài học. Đấy. Chứ mình không nên nhớ về quá khứ như là một vết thương đang rỉ máu. Nhớ về quá khứ để mà thêm đau lòng, để thêm nặng lòng thì không nên. Nhớ nha, nhớ. Bậc Thánh có nhớ về quá khứ, nhưng mà nhớ một cách cần thiết. Nhớ nó như là một công việc thì mới nhớ. Còn phàm phu mình cứ rây rứt, cay đắng, rỉ máu với những hồi ức về quá khứ, về những trí nhớ về chuyện đã qua, về dĩ vãng. Một cách không cần thiết thì cái đó làm thứ phiền não. Nhớ nha, những cái đó rất là quan trọng. Chuyện cũ mình chỉ nên nhắc lại nó khi nó có lợi ích. Kêu nếu nhắc lại nó để mà tham, để sân, để si thì nó không nên, đúng không? Cho nên ở đây đó thì năm cái việc, năm cái trại phiền não. Tới đây tôi có lúc có chỗ tôi kêu truyền cái thì tôi kêu năm phiền não đi, đúng không? Thì cái dục á, cái dục tham ấy, thì nếu mà dục trong vật chất ấy, thì A-na-hàm trừ được. Nhưng mà dục nên là thích sở hữu, thích hiện hữu thì phải la hán mới trừ. Còn sân thì là phải chứng thiền thì trừ được dài hạn, nhưng mà phải chứng tam quả mới trừ vĩnh viễn. Còn hôn thủy là cái lười biếng và buồn ngủ phải la hán mới trừ được nha. Cái này phải nhớ nha, la hán mới trừ được. Và cái này tôi mở mặt, tất cả nội dung mà tôi đã, đang và sẽ giảng trong năm cuốn Nhật Tụng Kalama hoàn toàn được giải thích rất rõ ở trong mấy cái bộ sách của tôi. Đó là bộ Kinh Nghiệm Tuệ Quán và cái bộ Atida. Kinh Nghiệm Tuệ Quán hai cuốn bây giờ anh thành một.
Còn giáo lý Abhidhamm thì bây giờ cũng chúng tôi cũng in lại, mới vừa in xong bây giờ đang phát hành á. Thì tôi cố ý luôn, có những chỗ tôi không có giải thích, tôi nói bà con vào đó đọc giùm tôi. Đấy, vào đó đọc giùm tôi, nhớ nha, đọc giùm tôi. Chẳng hạn như hôm nay bài giảng vừa rồi, bài giảng bài thức giác chi đó, làm sao mà để có được niệm giác chi, định giác chi, xả giác chi. Rồi bây giờ làm sao mà để đối phó, để ngăn chặn, để lìa bỏ, để tận diệt này được năm truyền cái, thì bà con làm ơn vào trong cái quyển kinh nghiệm tuệ quán mà bản, cái bản in mới đó, bản in gom đó, trang 519 đấy, 519 đó, bà con đọc giùm. Thì bà con vào cái trang 519, móc cái bút ra ghi giùm tôi đi, kinh nghiệm tuệ quán trang 519, thì cái nội dung nó giải quyết toàn bộ những gì mà chúng tôi đã giảng trong cái tuần lễ vừa rồi. Tức là giảng về thất giác chi, và bữa nay là tôi giảng về về năm truyền cái, không? Thì đều có trong đó hết, từ ra trang 519, và trong đó có cả những cái biểu đồ nhìn sáng. Và nếu bà con mà có lòng thiết tha tu học này, thì trong nhà thay vì treo qua cái tranh ảnh này nè, thì làm ơn phóng lớn cái này ra, treo lên làm tranh tranh tường. Tức là mình nghe giảng mình liếc mắt lên, nghe giảng mình liếc mắt lên, thì về mặt kỹ thuật mỹ thuật á, về mặt mỹ thuật thì treo nó mới đẹp, nhưng mà trong cái ý nghĩa giá trị cuộc tu ấy, thì cái đó tuyệt vời. Tức là liếc mắt lên là thấy, liếc mắt lên là thấy, không? Ví dụ như những định nghĩa bắt buộc người Phật tử phải nhớ, định nghĩa về 4 đế này, định nghĩa về khổ lạc thiện ác, 6 căn là mấy định nghĩa mình nhờ người viết thư pháp cho nó đẹp đẹp một tí, không? Nhưng mà nói cũng phải cho nó dễ thấy, chứ còn thư pháp nhiều cái em gọi là lộng thư viết cho nó banh chành luôn, nhìn chúng nó ra thư pháp lựa em nào viết đẹp, không? Cho dù khung mình vuông, khung mình chữ nhật, mà chữ nhật có 2 cách treo, chữ nhật mình treo đứng hay là treo nằm, miễn sao cho nó đẹp thôi, treo đúng chỗ, chữ đẹp, nền đẹp, khung đẹp, treo đúng chỗ thì đương nhiên nó đẹp, mà liếc mắt lên là thấy liền. Đây, nếu mà quý vị hỏi tôi đó là tôi sẽ góp ý như vậy, không? Chỉ viết đẹp trên một cái nền đẹp, không? Viết đẹp trên một cái nền đẹp, trong cái khung đẹp. Khung đẹp là gì? Khung đơn giản thôi. Khung tre hoặc là khung gỗ giả tre, không? Hoặc khung nhựa mà nhựa giả gỗ, không? Đơn giản thôi, đơn giản. Rồi có những bài học thì mình viết trên cái khung vuông, có những bài học mình viết cho viết trên khung chữ nhật. Thì chữ nhật thì mình treo đứng hay là treo nằm, cái nào cũng đẹp hết, tùy chỗ, tùy cái góc nhà mình. Đấy. Rồi. Thì bây giờ tôi giảng qua trầu hối. Cái trầu hối thì nó gồm cái 2 phần đó, là trạo cự, là phóng dật ấy, cái khả năng mà thiếu tập trung ấy. Thì cái khả năng đó phải là la hán mới trừ được, phải là la hán mới trừ được. Còn cái hối đó là tam quả a na hàm là đã trừ được rồi, tức là vì đó không có còn bị rây rứt khó chịu khi nghĩ về chuyện cũ nữa. Thí dụ như nghĩ về cái chuyện xấu trong quá khứ đó, thì coi nó là bài học để rút kinh nghiệm, chứ không có để cho mình phải nặng lòng, phải đau lòng, phải rỉ máu như phàm phu, không? Rồi cái thứ 5 đó là hoài nghi là hoang mang nghi hoặc, không biết mình tu gì đúng không, không biết sư phụ dạy gì có ok không, không biết cái pháp môn mình đang theo nó như thế nào, vân vân. Nó hoang mang nghi hoặc trong cái sự tu học của mình ý, thì gọi là hoài nghi trong trường hợp này, trong trường cái đó nha, trong trường cái hoài nghi nó có nghĩa là vậy, nó hoang mang nghi hoặc về cái hành, cái con đường hành trì của mình, cái đạo lộ tu tập của mình, không? Thì cái hoài nghi này là tu đầu quần là đã dứt rồi, sơ quả là đã dứt. Như vậy tôi nhắc gọn lại, phiền não có nhiều cách kể, thì cái cách kể có 3, có 5, có 6 gì nữa, nhưng mà hiện giờ trong bài kinh này là đang nói về phiền não kể có 5. Và 5 phiền não này nó có 3 cách trừ. Một là trừ cách đối phó, có nghĩa là bà con coi giùm tôi cái quyển kinh nghiệm tuệ quán trang 519, không? 519 trở đi, chứ không phải một trang đó đâu, trở đi, không? Đó là đối phó đó. Còn muốn lìa bỏ năm triền mình cách dài hạn thì phải tu tập tự quán, cũng ở trong cái bộ sách A Di Đà của chúng tôi về kinh nghiệm tự quán có cái hướng dẫn cái cách mà đối phó phiền não dài hạn, và cuối cùng là đối phó phiền não vĩnh viễn, thì cũng trong bộ A Di Đà và trong bộ kinh nghiệm tự quán, cũng trong bộ đó, không? Và sẵn cái này tôi cũng nói luôn là tôi thiếu thông tin cho nên tôi không biết là ngày pháp thông và ngày pháp thắng là 2 hay 1, 2 vị dịch giả trong nước ấy.
mà tôi xài chữ ngài là không hề có ý, châm biếm, mà bởi vì tôi chỉ nhớ chừng chừng là mấy vị này lớn lắm rồi, lớn hạ lắm rồi. Mà ông, tôi ngài Pháp Thông thì tôi biết là ngài lớn lắm rồi đó, ngài tu lâu lắm rồi, nhưng mà không biết là cái dịch giả Pháp Thắng nó biết phải là ngài hay không. Mà, thì hai thì tôi chỉ thấy trên internet thì có vừa Việt Nam vừa ra ba cuốn về thành tịnh đạo ấy, mà rất là đáng để bà con tham khảo, phải không? Một cuốn đó là của ngài Pháp Thông dịch, đấy, cuốn của ngài Pháp Thắng, còn một cuốn của ngài Giác Giới thì biên soạn. À, kể bà ca ba quyển đó thì đáng để mà còn tham khảo. Bởi vì tôi nói thẳng luôn là thanh tịnh đạo mà đọc bản gốc đó, kể cả đọc bản tiếng Việt của Ni Sư Thích Nữ Trí Hải đó, là bà con đọc mà gọi là chảy máu mũi, không hiểu đâu. Nếu mà đọc bản gốc mà đọc không hiểu, cho nên bắt buộc mình phải đọc mấy cái cuốn bình giải, mấy cuốn mà coi như là làm mềm nội dung lại đó, thì may ra nuốt nổi. Chứ còn mà thanh tịnh đạo đọc bản gốc đó là phải là chảy máu cam ấy, đọc chảy máu cam, phải không? Thì là năm cái truyền cái này nó là cái cách phân tích, một trong nhiều cách phân tích của cái gọi là phiền não, không? Một cái người mà trừ được cái dục truyền cái đó là gọi là thánh. Mà nếu mà chứng thiền thì ít ra cũng trấn áp được dài hạn, không? Rồi sân truyền cái, trạo hối truyền cái, rồi hôn thủy truyền cái và hoài nghi truyền cái. Thì cả năm cái này thì tôi nói là nó có ba cách. Một là mình trừ nó bằng cách đối phó, rồi tới đâu hay tới đó, tạm thời. Còn một cái tạm thời, một cái dài hạn và một cái vĩnh viễn. À, thì cái cách đối phó là quý vị coi giùm tôi trong cái kinh nghiệm tuệ quán và hai cuốn A Di Đà mà mới vừa ra đó. Và sẵn chúng tôi cũng nói luôn, không nói mà con nói chúng tôi ăn gian. Bà con nói trời ơi, ông cứ in tới in lui hoài, ông làm sách mới. Dạ đừng nói như vậy, oan chúng tôi lắm, oan lắm. Sách mà nói theo đạo Hồi là chỉ có Ala mới không có lỗi, không? Còn nói theo Cơ Đốc là chỉ có Chúa Trời mới không có lỗi thôi, không? Cho nên cứ mỗi lần đọc mà thấy có lỗi là chúng tôi phải ghi lại hết, để rồi sau đó tái bản chỉnh sửa lại. Và đương nhiên là trong nội dung bà con, tôi không có khích lệ những vị đã có rồi mà lại đi tìm thêm bộ nữa thì tôi không khích lệ. Nhưng mà nếu các vị hỏi tôi có phải giống nhà không thì tôi nói không có giống, bởi vì chỉnh sửa rất là nhiều, rồi có chỉnh sửa rất là nhiều, không? Chỉnh sửa rất là nhiều. Và đặc biệt là ngày trước có nhiều người họ thấy nó khó, họ không có, nhưng mà bây giờ mình có cái lớp nhập tụng này, bắt buộc phải có cái bộ đó, bộ như kinh nghiệm tuệ quán và bộ giáo lý A Di Đà bắt buộc phải có. Và hôm nay chúng ta có nhiều lớp học. Đấy, có nhiều lớp học online, chẳng hạn như lớp của ngài Sảnh Nhiên, lớp của các vị bên Houston, lớp Bút Thất Thân, rồi bên Virginia, sư nội quên tên mất tiêu rồi. Nhiều lớp, nói chung là cái này bên Úc rành lắm, bên Úc là coi như là tầm sư học đạo là tha thiết lắm. Những cái cha nhân nó bây giờ ổng là cổng tụi vậy, quá trời thầy luôn, cũng là có những chuyên gia thiết kế và tổ chức nhiều lớp lắm. Liên lạc thiết kế và tổ chức mấy gì rành cái đó, ok. Nhưng mà khi em lớp học nhiều thì mình phải có tài liệu chuẩn, không? Thì quý vị nói tại sao mà dám nói là tài liệu của chúng tôi là chuẩn, không? Chúng tôi nói chuẩn này có nghĩa là chúng tôi biết nó là cái gì chúng tôi mới dám giới thiệu. Còn khi mình giới thiệu mấy cái khác là hãy mình giới thiệu ông sư A mà mình quên giới thiệu B thì người ta nói chúng tôi thiên vị. Thôi thì bây giờ của mình giới thiệu của mình chặn nhất. Còn mấy cái vị khác tôi không ý kiến nha, nhưng mà mình giới thiệu của người khác á, thì chẳng hạn như vừa rồi tôi giới thiệu ba quyển tịnh đạo là chỉ vì một lý do đơn giản, cái bộ đó bộ rất quan trọng, rất là quan trọng, không? Rất là quan trọng, rất quan trọng. Mà trong khi đó nó là bản gốc đọc nổi chỉ có nhờ mấy cuốn mà tường giải hoặc là toán yếu hoặc là toát yếu thôi, không? À, bây giờ chúng tôi trở lại nội dung của bài giảng hôm nay. Thì cái cách đối phó mà năm triền nó như chúng tôi nói, nó có ba cách. Một là đối phó tạm thời, đó là bằng trí văn và trí tư, không? Còn cái cách đối phó dài hạn là phải tu tập samatha, tức là thiền định. Và cách đối phó vĩnh viễn ấy, là phải là cái cách trừ diệt vĩnh viễn là phải là tuệ quán, không? Đó. Thì cách trừ diệt bằng tuệ quán ấy, thì bà con coi đường biển kinh nghiệm tuệ quán, tức là khi mình tu tập về thân thọ tâm pháp hãy có chánh niệm thì năm triền biến mất, có trí tuệ năm triền biến mất. Đó là nói vắn tắt, còn nói đủ là phải vô nguyên cái bộ đó đọc cho nó đã, không?
Còn tu tập bằng thiền định ấy, thì trong đó ghi rõ. Định ở đây nó, chữ thiền ở đây ở trong Pali có hai cái loại thiền. Aramanupanishana là chỉ là thiền định, cái thiền tập trung tư tưởng. Rồi Lakkhanupanishana là thiền quán, tức là cái thiền quán chiếu tam tướng trong nhân sắc, trong năm quận 12 xứ 18 giới, phải không? Thiền phải định nghĩa như vậy, chứ còn thiền kiểu như Tàu, như Nhật, Đại Hàn, Việt Nam, cái gì đâu mà cứ mua có miếng đất, cái trải sỏi gắn với cái thạch đăng, cái kêu vườn thiền. Rồi cái mua mớ ô long thiết quan âm, cái mua bộ bình của Nghi Hưng về cái bài lên lên cái bàn đá, coi mấy cái câu đó lội cái trà thiền. Rồi cái sáng như cái tập yoga, Vikram yoga, treo mấy miếng vải lên nhà giống như thắt cổ đó. Rồi đu người lên tập gọi là yoga, cũng là thiền. Rồi múa kiếm, bắn cung cũng thiền. Rồi trà cũng thiền. Rồi cái giống giải gì cũng thiền, bên Phật giáo mình không. Thiền chỉ có hai. Aramanupanishana, tức là thiền định, tập trung tư tưởng. Rồi Lakkhanupanishana là thiền quán, thiền tuệ. Nó rõ ràng như vậy, chứ không có cái vụ mà ngồi yên, nghe chim hót, nước chảy, gió thổi gọi là thiền. Thì cái đó cho tôi xin. Cho tôi xin. Đấy. Thì là cái cách đối phó năm triền này đó là như nãy tôi nói, là một là phải tu tập tuệ quán, còn hai đó là tu tập về định. Thì ở trong đây mình thấy tu tập về định có nghĩa là bị đó chọn một trong 40 địa mục của thiền chỉ để tập trung tư tưởng trong đó. Ví dụ như đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, không ánh sáng, thể, trược, tử, thi, niệm phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, niệm hơi thở, quán tưởng về thực phẩm. Thì là khi mà tập trung như vậy đó, thì trong đó có những cái đề mục mà nó chỉ dẫn tới cảnh định thôi. Có những đề mục nó có thể dẫn đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Có những đề mục nó chỉ có thể dẫn đến sắc giới, và muốn tu sắc vô sắc phải có đề mục vô sắc. Nhưng mà ở đây ấy, thì cái bước đầu tiên là trước khi muốn chứng sơ thiền là phải qua cái giai đoạn gọi là cảnh định. Thì từ cái giây phút cảnh định này nè, là năm triền cái nó vắng mặt tạm thời. Cái bị hỏi ở đâu nói, dạ đó chính là ti ca, tức là phụ sớ. Ở trong chú giải Atthakatha thì chỉ nói vắn tắt thôi, có nghĩa là năm triền cái này nó có thể được trấn áp bởi văn trí văn và trí tư, đặc biệt là hoài nghi ấy, thì có thể đối phó bằng tham ma bát tha ná. Thì ở trong đó là Atthakatha. Còn trong ti ca nói tham ma bát tha ná có nghĩa là cận định hoặc là kiên cố định. Cận định có nghĩa là cái khả năng tập trung của người mà sắp sửa đặt thiền. Còn cái kiên cố định là cái khả năng tập trung của người đắc từ sơ thiền trở lên. Nhớ nha, nhớ cái đó. Thì bây giờ muốn đắc sơ thiền là anh phải có năm và bỏ năm. Bỏ năm ở đây có nghĩa là anh phải bỏ được năm triền. Mà có năm ở đây có nghĩa là anh phải có được năm cái chi thiền. Đấy, đó là tầm tứ hỷ lạc định. Thì cái chi tầm á, tầm là cái sự hướng tâm tới cảnh. Định nghĩa năm nay như vậy, chứ có đó phải đọc kỹ, đọc nhiều, đọc rộng, đọc sâu, đọc lâu, đọc nhiều, chứ không thể nào mà qua một định nghĩa như vậy này. Tâm có nghĩa là để trong chú giải ghi rất rõ, cái tâm còn thô thì mình, một là tâm còn thô, hay là để biết cảnh thô. Nhớ nha, cái này phải ghi. Một là tâm còn thô, hay là để biết cảnh thô. Có hai cái. Chứ như Đức Phật tâm ngày khỏi nói là số một là, nhưng mà khi để biết cảnh thô ngài vẫn xài tâm. Khi nào ngày nhập từ nhị thiền trở lên thì ngài mới xài tầm, nhưng mà khi cần biết cảnh thô thì ngài vẫn phải xài tầm. Cho nên cái tầm này nó chỉ là một khía cạnh tâm lý, nó mang ý nghĩa là cái trạng thái hướng tâm tới cái cảnh, đó là tầm. Còn tứ là quan sát cảnh. Thì trong chung kinh mới giải thích tầm nó giống như con ong mà nó bay từ xa tới cái hoa đó. Thì cái động thái bay đó nó được gọi là tầm, rồi nó bay tới nó vờn quanh cái đó hoa, nó gọi là tứ. Thì khi mình tu tập thiền định thì mình theo dõi hơi thở, chẳng hạn như tôi lựa được một hơi thở đi, mình niệm ra, ra vào thì trong lúc đó cái tâm mình nó nhanh lắm, mình không có ngờ được là trong đó nó có cả tầm, có cả tứ, đúng, nó hướng tâm tới cảnh và nó vờn quanh cái cảnh, gọi là tầm và tứ. Tứ là vờn quanh cái cảnh. Hỷ là cái cảm giác vui, dễ chịu khi mà vắng mặt năm triền. Khi mà vắng mặt năm triền tự nhiên nó vui, bởi vì năm triền nó làm cho mình nặng lắm. Một cái người mà trên vai mà gánh vác một cái nặng, trên tay nó cầm vật nặng khó mà thoải mái lắm. Nhưng mà khi mà họ buông xuống cái món trên tay,
họ hất xuống được cái món trên vai thì họ mới nhẹ, thì cái nhẹ đó được gọi là hỷ. À, hỷ thì khi mà vắng mặt được năm triền cái thì nó có hỷ. Đây là nó tổng quát hỷ. Hỷ nghĩa là vui, vui. Bi tiết nghĩa là từ cái căn là no, no vui đó. Các ngày dịch cái chữ no vui là tâm nó được sung mãn, nó thoải mái. Còn lạc á, là cảm cái cảm giác vi tế của hỷ. Thô được gọi là hỷ, mà tế gọi là lạc. Hỷ là vui, còn lạc là mình dịch sát, dịch hơi đời là sướng, nhưng mà dịch dây gượng lắm. Mình phải nhớ mình cái nói định nghĩa đơn giản. Hỷ là cảm giác vui, mà lạc chính là cảm giác vi tế của cái vui đó. Còn định là cảm giác tập cái tình để trạng thái tập trung tư tưởng. Như vậy năm chữ thiền nó gồm có tâm, tứ, hỷ, lạc, định. Tâm là hướng tâm tới đề mục, tứ là vần quanh cái đề mục, quan sát đề mục. Hỷ là cảm giác dễ chịu khi mình cái tâm không còn phiền não, và lạc là cảm giác cái tình cái giai đoạn vi tế của hỷ, và định là cái sự tập trung tư tưởng của hành giả. Thì cái tâm này nè, nó có cái tác dụng là nó đối phó được với cái gì ta? Tâm, tứ, hỷ, lạc, định. Thì cái tâm nó trừ được cái hôn thủy. Tâm khi mình hướng tâm tới cái hơi thở, mình bỏ được cái hôn thủy, bỏ được cái buồn ngủ và giả dự lười biếng. Tứ thì nó bỏ được cái hoài nghi. Lạc á, tâm tứ bỏ được hoài nghi, mà hỷ thì nó bỏ được cái sân. Sân truyền cái đó. Nhớ nha. Còn cái lạc á thì nó bỏ được cái trạo hối. Còn định thì nó bỏ được cái tham dục. Nhớ nha, tâm thì bỏ được cái gì? Hôn thủy. Tứ thì bỏ được hoài nghi, hỷ thì bỏ được sân, lạc bỏ trở hối, định thì bỏ được tham dục. Đấy, nhớ cái đó. Và trong kinh các vị tôi cũng phải nói thêm, cái này là các vị xem trong kinh nghiệm tuệ quán cũng có, mà trong A Tỳ Đàm cũng có, hai bộ sách của chúng tôi. Và ở kinh Sa Môn Quả của Trường Bộ Kinh, nhớ nha, phải đọc nha. Kinh số 2 của Trường Bộ Kinh là kinh Sa Môn Quả. Thì trong đó Đức Phật ngài dạy thế này. Thôi mà bây giờ phải trở lại cái chánh kinh mình đang giảng đi, rồi mới kết hợp với kinh Sa Môn Quả. Ở trong chánh kinh này, khi ông Bà La Môn hỏi Đức Phật chứ vì sao mà có lúc mình nhớ dễ, có lúc nhớ khó, có lúc dễ quên, có lúc mau quên. Thì ngài dạy khi là cái tâm mình bị chi phối bởi các thứ phiền não này nè, năm chuyện cái đó. Thì ngài mới nói là cái tâm mà nó đang bị cái tham thích mà nó chi phối thì nó giống như nước mà bị đang nhuộm màu. Mà nếu mà các vị nào có biết chữ Pali, các vị thấy thích lắm. Cái chữ ra gá đó, trước khi Đức Phật ra đời đó, chữ ra gá có nghĩa là thuốc nhuộm, hoặc là cái việc nhuộm màu, thuốc nhuộm hoặc là cái việc nhuộm màu thì gọi là ra gá. Nhưng mà khi ngài ra đời thì ngài gọi cái chữ ra gá, ngài chỉ vô tham ái. Cho nên có mới có cái chỗ gì là ái nhiễm, nhiễm tiếng Hán nghĩa là nhuộm. Nó hay vậy đó, ái nhiễm, nhuộm. Thì ngài nói là khi mà cái tâm mà nó bị tham dục chi phối thì nó giống như là cái tô nước mà bị nhuộm màu vậy. Không có sôi, không có nhìn xuống bên đáy dưới đáy được. Giống như cái hồ nước mà bị nhuộm màu vậy đó. Còn sân ấy, ngài nói sân tâm mà nó bị tâm sân hận bất mãn chi phối, nó chiếm ngự ấy, thì cái tâm nó giống như nước đứa đang sôi sục sục, mình không có sôi, không có sôi mặt được, không sôi mặt được, cũng không nhìn xuống đáy được. Đấy. Rồi tới hôn thủy, cái tâm mà bị hôn thủy chi phối nghĩa là cái tâm mà nó đang bị giả dự là biến, thì nó giống như là cái nước mà nó bị rong rêu vậy. Nước bị rong rêu thì mình không có sôi mặt được và cũng không có nhìn xuống đáy được. Rồi cái trạo hối tức là phóng dật và hối hận ấy, thì nó giống như là nước mà bị gió thổi gợn sóng lăn tăn cũng không có sôi mặt được. Đấy. Như vậy thì còn hoài nghi ấy, thì giống như nước mà bị bùng sình, nó vẫn đục. Nhớ nha, bây giờ các vị coi kỹ là cái hôm tâm mà bị tham nó giống như nước mà bị nhuộm, tâm bị sân ấy, thì nó giống như là nước bị sôi, bị đun sôi. Tâm bị hôn thủy thì giống như nước bị rong rêu. Tâm bị trạo hối thì giống như nước bị gió thổi gần sóng. Và tâm bị hoài nghi thì giống như nước bị bùng sình. Rồi thì tôi quay trở lại bài kinh Sa Môn Quả. Đức Phật dạy rằng cái nội tâm á, mà bị cái tham dục nó chi phối đó, thì nó giống như
Nó giống như là cái người mà mắc nợ vậy đó, giống như cái người mắc nợ vậy đó. Giống như người bị mắc nợ vậy đó. Giống như người bị mắc nợ vậy đó. Có nghĩa là tại sao mình thích cái gì đó là coi như mình đã mắc nợ với nó rồi. Dầu đó là người hay là vật. Nhớ nha, người hay là vật. Khi mình thích nó có nghĩa là mình giống như người mắc nợ vậy đó. Mình phải trả cho xong cái món nợ đó. Ở đây ai trong room này cũng chắc cũng trên 18 hiểu rồi đó. Mình thương một người, mình thích một vật, không? Thì coi như mình đang mắc nợ vậy đó. Ráng sao mà trả được cái món nợ đó. Việt Nam có cái chữ gọi là nợ ân tình đó. Nợ tình. Cho nên khi mình thích cái gì đó, mình kể, mình sống nhiều cái thoải mái đó, thì giống như cái người đang mắc một món nợ lớn vậy đó. Là một con nợ lớn. Rồi ngài nói rằng cái người mà sân tâm nhiều á, ngài nói cái sân tâm, người mà bị sống nhiều, nó sống nhiều với cái sự sân hận bất mãn, không, căm ghét á, thì giống như một cái người bệnh mà bị đánh mất khẩu vị vậy đó. Tức là trên đời nó có đắng cay mặn ngọt chua chát béo bùi đủ thứ, nhưng mà khi mình bị bệnh á, cái mũi cái lưỡi mình nó không có cho phép mình nhận biết các mùi vị như cũ. Cho nên cái người mà sống nhiều với sân tâm ấy, thì họ giống như cái người mà bị bệnh mà mất khẩu vị vậy đó. Nhớ cái đó nha, giống như người bị bệnh mất khẩu vị vậy đó. Rồi nhớ nha, như vậy thì người mà bị tham dục nhiều thì giống như người bị mắc nợ. Cái này phải ghi nha, tham dục nhiều giống như người thích tùm lum á, thích đủ thứ đó, thì giống như người mắc nợ. Còn sống nhiều với sân tâm ấy, thì giống như cái người bị bệnh mất khẩu vị vậy đó. Có nghĩa là cái trên cái mâm ăn cuộc đời đó, mình không có còn nhận biết trung thực nữa. Từ lúc mình nếm cái gì cũng thấy nó đắng hết á, nếm gì cũng thấy nó lạt nhách, nếm gì cũng thấy nó đắng hết á, này không muốn ăn gì hết. Rồi còn cái thứ ba đó, cái thứ ba đó là cái hôn thủy. Cái hôn thủy nó giống như cái người mà bị trong tù, bị nhốt tù đó. Cái người mà hôn thủy nhiều nó giống như tù nhân bị nhốt trong phòng tối đó. Thì mình cứ bị buồn ngủ, bị làm biếng, là mình không muốn làm, mình muốn ở yên chỗ. Thì ngài mô tả cái hình ảnh người nó giống y hình như kẻ tù tù mà bị cục xin, bị nhốt, bị giam vậy đó. Tức là họ không biết gì hết. Cái lười biếng nó độc như vậy đó. Ngài nói cái người mà sống nhiều với cái hôn thủy nó giống người tù vậy. Rồi cái tiếp theo là cái trạo hối. Cái trạo hối có phone kêu. Để ngồi đó lại. Cái trạo hối nó giống như cái người nô lệ vậy quý vị. Cái người mà sống trong trạo hối đó. Tại sao như vậy? Tại sao giống như nô lệ? Là bởi vì là nô lệ là gì? Nô lệ là phải luôn luôn nhìn mặt chủ để mà buồn vui. Chủ kêu sao thì làm vậy. Mình sống không có quyền tự quyết, sống không có quyền tự lập, thì gọi là nô lệ. Khi mà một người mà sống với trạo hối đó, cái đầu tiên là trạo cử là lăng xăng thiếu định tâm. Còn cái hối đây có nghĩa là cái lòng day dứt với những chuyện cũ đã làm hoặc không chịu làm, gọi chung là trạo hối. Không, thì cái người mà sống với trạo hối giống như nô lệ, có nghĩa là mình không có quyền tự chủ, không có quyền tự quyết, lúc nào cũng bị lệ thuộc, bị dính mắc trong cái chuyện cũ hết. Chính nó sai xử mình. Tôi biết có nhiều người như vậy, chỉ vì cái chuyện cũ mà họ sống không có vui, tối ngày cứ bị ám ảnh, bị day dứt bởi cái chuyện cũ. Thì cái người đó được gọi là cái người sống bị ám ảnh bởi cái trạo hối đó, thì giống như là kẻ nô lệ, không? Thì để coi kỹ và chính xác, bà con coi lại giùm tôi cái kinh Sa Môn Quả nha. Nhớ cái Sa Môn Quả giùm, không? Nhớ cái Sa Môn Quả, kinh Sa Môn Quả, cái phần mà Đức Phật ngày giảng về sau cái phần mà ngày giảng về chánh niệm tỉnh giác, thì bắt đầu ngày giảng về năm triền, rồi sau đó cái năm triền ngày mới giảng về bốn thiền, bốn tầng thiền ấy. Nhớ kinh Sa Môn Quả, kinh số 2 của Trường Bộ, nhớ nha. Thì tôi nhắc lại, cái người mà bị tham dục thì giống như bị mắc nợ. Những người mà sân hận thì giống như là bị bệnh mất khẩu vị. Bị người trạo hối đó. Xin lỗi, cái người hung thủy giống như kẻ bị ở tù. Còn người bị trạo hối thì giống như nô lệ, đệ tớ. Còn cái người mà sống nhiều với hoài nghi thì giống như là
kẻ mà đi lạc trên sa mạc, nó mê mông quang vu quang mang, không biết phương nào hướng nào, đi đâu về đâu không biết, không? Thì đó, thì chẳng tới đó thôi, chẳng tới đó. Và cái phần mà nội dung cần thiết để bà con hiểu sâu, hiểu rộng hơn, rõ ràng hơn, thì làm ơn vào trong cái kinh nghiệm địa quán trang 519, trong đó rất rõ, rất kỹ, sáng lắm, trong đó viết rất là sáng sáng, không có gì để thắc mắc. Ok, ở đây hay quá, ông nào, ông Nhân Ngân Kiên kia ta, hay nè, này hay nè, đúng rồi, Trang, mà ông phải cho số Trang chứ, ông phải cho số Trang chứ. À dạ, chúng con có để số Trang. Cái máy con nó chụp có tới đó, sư. À, đem dục luôn chứ, giữ lấy máy làm gì. Ok, chúc các vị một ngày vui. Và nghe nhiều thì cũng u mê, mà nghe ít thì vẫn cũng không thấy bồ đề ở đâu. Nghe nhiều cũng u mê, nghe nhiều cũng u mê, mà nghe ít thì cũng chẳng thấy bồ đề ở đâu. Và mong là bà con đừng hiểu lầm, tôi đang bán sách, nhưng mà tôi phải nói thiệt là bà con đọc kỹ bộ Abhidhamma và cái bộ kinh nghiệm tuệ quán đó, thì tôi tin là bà con có kinh nghiệm, có cái kiến thức căn bản về đạo, và đặc biệt là mình có thêm cái lớp Kalama này, không? Và tôi cũng nói thêm, thôi thì có một cách này, là bà con cái cách này cũng ăn cơm tôi mà hại tao nè, nhưng mà phải làm thôi. Đó là kiếm ai có cái giọng tốt ấy, hoặc là bản thân mình, tốt nhất là bản thân mình. Mình nếu mà mình tin là hai cái bộ nó giúp được mình đọc. Mình đọc chậm, làm ghi âm, rồi mình đi làm, lái xe, mình nghe hoài ở nhà. Còn em giả gạo, rửa chén, nấu ăn, cứ nghe lên, nghe hoài. Thì nó phải nhớ. Không? Nó phải nhớ, giống như mình nghe nhìn người ta nghe nhạc, có nhiều bạn không thích, mà cứ nghe hoài, nó cũng thuộc nữa. Không? Thì ở đây, thay vì trên nhà, thay vì treo tranh, thì mình treo mấy cái công thức giáo lý. Còn thay vì nghe nhạc, thì làm ơn nghe giùm mấy cái bài giảng giùm. Không? Thì tôi tin là 5 năm 10 năm là bà con sẽ thành con người khác. Đó là nói là lâu chứ nếu mà thiết tha tu học thì tôi tính rồi, một ngày bà con đọc 10 trang thì 3 tháng là hết 1000 trang. Đó là mình tính chung chung đó, đừng có làm tính là mình nói theo thực tế, chứ còn nói theo toán thì không phải, nhưng mà nói theo chung chung, một ngày bà con đọc được 10 cho tới 11 trang thì 3 tháng là hết 1000 trang. Một năm bà con đọc được 4000 trang. Đó. Thì như vậy mà 4000 trang sách thì tất cả sách chúng tôi gom là chỉ có 4000 thôi. Chưa ở đây chúng tôi không có kể là nội dung kinh tạng giảng mấy năm trước, chỉ riêng hai bộ sách thì khoảng 4000 trang. Mà bà con nghe cái 4000 trang đó năm thứ nhất, năm thứ nhì thì tôi nghĩ rằng cũng chỉ có 5 năm thôi. À, nghe hoài. Và nếu năm nay mà bà con 65 tuổi thì đến năm 70 tuổi là bà con, tôi nghĩ đó, có cái bỏ túi để đi rồi. Đây là tôi đang nói mấy người mà lớn đó, mấy người 65 ấy. Chứ còn mình mấy người dưới 65 thời gian như mênh mông. Thật ra đời nó phù du lắm. Nhưng mà nếu mà mình biết thì mình cũng làm được nhiều chuyện. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn cái kinh nghiệm này, bà con phải gửi tôi mỗi người là phải $10,000 để trả cho cái kinh nghiệm này. Mỗi người 10,000, nếu ở châu Âu thì 10,000 euro. Nhưng mà riêng đặc biệt không nhận tiền Úc, tiền đô la Úc bèo đó. Nghe kỹ cái này, nghe kỹ nha. Không có ai trên đời này mà không chết nha. Không có ai trên đời này mà không chết. Cái chết là cái không có tránh được. Mà không lẽ bây giờ mình cứ rung bắn lên rồi mình vãi ra quỳnh hay sao? Đó là bậy. Cái chết mình tránh không được. Nhưng mà không lẽ bây giờ mình sống trong kinh hoàng hay sao? Thì sau đây là hai kinh nghiệm. Mỗi kinh nghiệm trị giá $5,000. Đấy. Một, sống khổ một chút thì sẽ không sợ chết. Sống khổ là sao? Có nghĩa là các vị tưởng tượng tại sao người ta tự tử? Tại sao người ta tự tử? Là bởi vì tình cảm, tiền bạc, công việc hoặc là nhiều lắm, bao nhiêu chuyện đó làm người ta khổ đến mức người ta không còn muốn sống nữa, người ta không có sợ chết nữa. Thì bây giờ người Phật tử mình đó, sống khổ một chút sẽ không chết là sao? Ngồi thiền đau phải không? Ráng ngồi. Mỗi lần sẽ chết đó, là bắt chân vô, nghe lời tôi đi, bắt cái chân vô rồi nó đau, rồi cứ niệm, cứ theo dõi cái cơn đau nó tới đâu, mà cứ mỗi lần sẽ chết nghe lời tôi đi, rồi ráng ghi chép kinh điển, ráng ghi nhớ, ráng học đạo, ráng hành đạo,
Nên nghe kỹ nha, ráng học đạo, ráng hành đạo, mà ráng đến một lúc nào đó mình không sẽ chết nữa, bởi vì nó quá cực. Tâm tôi đi, cái này là có thật. Cứ mỗi lần sợ chết mà rung bắn lên, mà vãi ra quần ấy, thì cứ nghe là tôi ngồi xuống, gài cái chân vô, rồi bắt đầu theo dõi. Một là theo dõi hơi thở, hai là theo dõi cái cơn đau đó, và cứ ghi nhận thế này, là có thân là phải về, có thân là phải như vậy, rồi cứ như vậy. Mà hồi nãy tôi nói bà con dễ hiểu lầm, tôi nói sống khổ sẽ không thể chết là sao? Ở ngoài đó thì khi người ta gặp cái cảnh gì ghê quá thảm sẽ chết, còn mình cứ nỗ lực tu học thì lúc giờ chính cái cực đó nó làm mình không sẽ chết, mà cái cực đó nó lại có rất ý nghĩa, rất có ý nghĩa. Cái cực đó nó đáng ý nghĩa, chứ không phải là bây giờ mà tôi lấy đồ tôi kẹp vô da thịt các vị đau quá mình cũng không sẽ chết nữa. Và tôi biết có nhiều người ung thư hồi họ còn đau ít chứ còn sẽ chết, mà đau quá đó họ chỉ muốn đi thôi quý vị. Không, ở đây cũng vậy, mà mình chịu đau một cách thông minh, một cách trí tuệ, có nghĩa là cứ ngồi thiền mà cứ đau là cứ nhớ thế này, cho mày chết, coi cho mày còn thích nữa không, cho mày có thích nữa hay không, coi mày còn thích sống nữa hay không. Nhưng mà chỉ có ngồi thiền thôi nha, chứ đừng có lấy đồ kẹp vô thịt rồi nói là giáo nguyên cũng bài là không được nha. Cứ phải ngồi thiền rồi ráng thức khuya dậy sớm, mình đang buồn ngủ cách mấy rồi ráng nhớ lời ông, chịu cực hết sẽ chết, cứ nhớ vậy là bật dậy liền, 3 giờ 3 giờ rưỡi là bật dậy liền, ngồi thiền, đi kinh hành, tập thể dục, không ghi chép kinh điển, ráng cho nó cực chút thì nhờ vậy lâu ngày nó sẽ chết. Cách thứ hai, nghĩ nhiều về người khác cũng hết sẽ chết. Đây, nghĩ nhiều tức là mình lên cái chương trình là làm sao mà giúp đỡ cho tăng ni tu học ở những cái vùng sâu vùng xa, Thái Lan, Miến Điện, Việt Nam, làm sao mà giúp mấy người mà mồ côi, cơ nhỡ, neo đơn. Cứ dốc lòng mình nghĩ bây giờ mình ngày nằm xuống thì cái thiền viện nó sẽ ra sao, bây giờ mình nằm xuống cái học viện nó sẽ ra sao, bây giờ mình nằm xuống thì bao nhiêu tăng ni Miến Điện đói nghèo ghẻ lỡ họ sẽ ra sao. Khi cái lòng mình cứ nghĩ như về người khác như vậy, nó giống như một người mẹ mà đơn thân mình nuôi con thì bà không sợ chết, phải nói như vậy. Mà nếu mà cái lúc mà cảnh tử bà chỉ nghĩ mình đi rồi ai lo cho tụi nhỏ, chứ bản thân ta không có nghĩ. Mà đây là cái kinh nghiệm bằng vàng có thật. Mình làm con gái, mình không có chồng, không có con, mình cứ tối ngày xin lỗi cứ nhí nhảnh chảnh chẹ đó mình mới sẽ chết. Chứ còn một người mẹ mà cứ lo cho con, lo cho chồng, lo cho gia đình ấy, thì không có nghĩ tới thân. Ở đây cũng vậy, khi mà mình nghĩ nhiều về người khác mình sẽ không sẽ chết. Cái sợ, cái đáng ngại nhất, cái chết đó, nó không đáng ngại bằng cái sự sợ chết. Nhớ nha, cái chết nó không có đáng sợ, nó chỉ diễn ra trong mấy phút là xong. Nhưng mà cái sợ chết nó theo đuổi mình tới mấy chục năm trong đời, cho nên người ta có hai câu mà các vị phải xăm lên người. Câu thứ nhất, cái chết không đáng sợ bằng lòng sợ chết. Câu thứ hai, cái đáng sợ nhất trên đời này chính là cái lòng sợ hãi. Chính là cái lòng sợ hãi. Máy bay mình đi mình thấy nó chao, nó lắc mình ớn thiệt, nhưng mà thật ra đó, từ lúc mà nó có vấn đề đến lúc nó rớt, nó nhanh lắm, tích tắc. Nhưng mà tại vì mình sợ. Tôi nói này không phải là tôi suối bà con tự tử nha, nhưng mà nó thật ra cái gan mà từ trên lầu mà nhảy xuống đó, không có ai có nổi đâu, hiếm lắm. Thật ra cái giây phút mà từ trên lầu xuống tới đất gọi là tiếp đất landing nó bao lâu, nhưng mà mình nghĩ tới nó mình sợ mấy chục năm. Cái thời gian landing từ trên nó sân thượng xuống tầng mát, dầu đó là tòa nhà 10 tầng thì cái thời gian mà từ trên xuống gọi là thời gian từ trong nước gọi là thời gian tiếp đất nó mau lắm. Nhưng mà vì sợ cái hai giây đó mà chuyện gì mình cũng làm hết, thì cái chết nó không đáng sợ, mà cái ghê gớm nhất là lòng sợ chết. Chỉ cái kinh nghiệm nó không sợ chết nó gồm có hai: một là sống khổ một chút, mà theo trong cái kinh điển nha, trên đời này chỉ có một người mà thấm thía cái khổ này nhất chính là hành giả Tuệ Quán, hành giả Tín Niệm Xứ. Thấy cái khổ trong từng cái giây phút sanh diệt, thấy cái khổ trong từng cái hơi thở vào ra, trong từng miếng ăn mà mình đút vào mồm, trong từng cái ngụm nước mà mình uống, trong từng bước đi dở bước đạp, trong từng cái động tác sinh hoạt đi đứng nằm ngồi cầm lên để xuống co duỗi gãi cái này móc cái kia khiều cái nọ, nếu mà thường xuyên sống chánh niệm thì sẽ thấy cái thân này nó là gánh nặng, nó là khổ. Mà khi mình sống với cái khổ đó thì mình không sẽ chết nữa, tin tôi đi. Cái chữ sống khổ ở đây không có phải là đầy đọa thân xác, mà sống, nghe cho kỹ nha, sống khổ ở đây không có nghĩa là đầy đọa thân xác, mà sống khổ đây nghĩa là trực diện nhìn thẳng vào cái khổ thì sẽ không còn sợ khổ, sẽ không còn sợ chết nữa. Và cái thứ hai, nghĩ nhiều về người khác thì đương nhiên sẽ bớt nghĩ về mình.
mà sợ chết chính là nghĩ nhiều về mình. Ok rồi, lát tôi gửi tài khoản 10.000 cho chúc các bạn nghe vui. Thiền sư. Thiền sư.